Bạn đang tìm một giải pháp để tận dụng vùng đất khô cằn, thiếu dinh dưỡng thì cây bồ kết là một câu trả lời hoàn hảo. Với khả năng chịu hạn vượt trội và phát triển mạnh trên đất nghèo, cây bồ kết không chỉ cải tạo đất mà còn mang lại giá trị kinh tế cao. Hãy cùng chúng tôi khám phá lý do tại sao cây bồ kết ghép lại là sự lựa chọn tối ưu cho những vùng đất khó khăn, đồng thời tìm hiểu cách phát triển kinh tế bền vững từ loại cây này. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với video ngày hôm nay. Bạn có đang sở hữu một mảnh đất khô cằn, thiếu dinh dưỡng? Bạn luôn băn khoăn không biết làm thế nào để tận dụng đất đai và phát triển kinh tế? Nếu câu trả lời là có thì hãy dành vài phút cùng tôi khám phá giải pháp tuyệt vời từ cây bồ kết ghép. Đây không chỉ là một loại cây trồng mà còn là một vị cứu tinh cho những vùng đất khó khăn, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao cây bồ kết có thể phát triển tốt trên đất nghèo, lợi ích kinh tế vượt trội từ cây bồ kết ghép và làm thế nào để bắt đầu trồng cây bồ kết ghép ngay ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu đặc tính tuyệt vời của cây bồ kết. Bồ kết thuộc loại nhóm thân gỗ bản địa sống lâu năm, rễ của nó có khả năng phát triển sâu, giúp hấp thụ nước và dinh dưỡng từ những cái tầng đất sâu hơn, phù hợp với những nơi khan hiếm nước. Lá của cây bồ kết thì nhỏ, giúp giảm cái sự bốc hơi nước, là yếu tố quan trọng để cây tồn tại trên đất khô cằn. Một điều đặc biệt nữa là cây bồ kết không kén chọn đất, đất pha cát, đất sỏi, đất đá hay đất nghèo dinh dưỡng, cây bồ kết đều có thể phát triển và sinh trưởng rất là tốt. Vì vậy nếu bạn nghĩ rằng vùng đất của mình quá khó khăn để trồng trọt thì cây bồ kết chính là sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nói đến lý do khiến cây bồ kết không chỉ là một loại cây trồng dễ trồng mà còn là một loại cây vàng cho bà con nông dân. Cây bồ kết ghép cho quả chỉ sau 2 năm trồng, nhanh hơn nhiều so với những cây trồng sông thông thường. Sản lượng sau 4 năm, mỗi cây có thể cho thu hoạch từ 30 tới 50kg quả tươi mỗi năm. Với giá bán trung bình từ 30 tới 45 ngàn đồng 1kg, bạn có thể dễ dàng tính ra lợi nhuận từ mỗi cây. Bồ kết là nguyên liệu chính trong sản xuất dược liệu, sản xuất sản phẩm sạch, xuất khẩu, dùng để chăm sóc tóc, làm đẹp, xà phòng, chất tẩy rửa hữu cơ. Thị trường quốc tế đang đặc biệt là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc thì đang rất ưa chuộng các sản phẩm từ bồ kết. Bồ kết không chỉ giúp cải tạo đất mà còn tạo bóng mát nhanh chóng, làm dịu không khí xung quanh. Một trong những cái khu vực mà bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam đấy là sân bay A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế, thì mọi người cũng đã sử dụng trồng cây bồ kết. Để đạt được lợi ích kinh tế cao từ cây bồ kết, việc lựa chọn giống cây và chăm sóc đúng cách cũng là một điều rất quan trọng. Giống cây bồ kết ghép tại vườn ươm của chúng tôi được lựa chọn chọn lọc từ những cây mẹ năng suất cao, kháng bệnh tốt. Về quy trình trồng cây thì chuẩn bị hố trồng các bạn đào làm sao càng rộng càng tốt để cho cây con có thể bén rễ nhanh chóng, tối thiểu là 40-50cm. Bón phân thì dùng phân hữu cơ, và lưu ý là chúng ta không bón lót, chúng ta sẽ sử dụng phân bón sau khi mà cây đã bén rễ. Khi chúng ta trồng thì chúng ta sẽ trồng vào đất không nha các bạn nhé. Về khoảng cách trồng thì là cây cách cây là 5m, 4 đến 5m để cây phát triển tối ưu. Chăm sóc cây trong 2 năm đầu, tưới nước đảm bảo cho cây không bị thiếu nước vào mùa khô, bón phân sử dụng phân hữu cơ để tăng dinh dưỡng cho đất, cắt tỉa loại bỏ những cái cành yếu để tập trung dinh dưỡng để nuôi cho cành khỏe. Như vậy thì cây bồ kết ghép không chỉ là giải pháp cho vùng đất khó khăn mà còn mang lại lợi ích kinh tế bền vững. Nếu bạn muốn bắt đầu hành trình làm giàu từ cây bồ kết thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc màn hình. Chúng tôi cam kết cung cấp cây giống bồ kết chất lượng cao, tỷ lệ sống cao, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc từ A tới Z, hỗ trợ thu mua quả bồ kết khi đến mùa thu hoạch. Rất hy vọng trong tương lai gần thì có thể kết hợp thu mua toàn bộ số lượng quả bồ kết của quý bà con. Hãy hành động ngay ngày hôm nay để biến những cái vùng đất khó khăn thành những cái vùng đất vàng. Cây bồ kết ghép chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin trân trọng kính chào.